Thời gian đã hết, nếu không dừng lại thì Israel cần phải được giải quyết. Đây chính là lời cảnh cáo lạnh lùng nhất từ Ngoại trưởng Iran dành cho Israel trước hành động vô nhân đạo khi tấn công bệnh viện khiến hàng ngàn người vô tội thiệt mạng tại Gaza. Những hành động đầy thách thức của Israel chẳng khác nào một phát búa đập thẳng vào khối đoàn kết của các dân tộc Hồi giáo. Vì thế mà cường quốc hạt nhân trong khu vực như Iran làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy lời cảnh cáo của Iran là dành cho Israel, nhưng ý nghĩa của nó cũng chẳng khác nào nói với Mỹ rằng cứ thử nhúng tay và bao che cho Israel mà xem, Iran đáp trả xứng đáng. Thêm vào đó, trong video ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ tổng hợp những diễn biến nổi bật xung quanh cuộc xung đột tại Ukraine. Iran tuyên bố thời gian cho Israel đã hết, kẻ cướp đất sẽ phải được giải quyết. Trong những ngày qua, một vụ nổ đẫm máu nhất tại một bệnh viện ở dải Gaza khiến hàng ngàn người dân vô tội bị thương vong đang làm cho những người yêu hòa bình trên thế giới không còn giữ được bình tĩnh, đặc biệt là các quốc gia có chung nền văn hóa Trung Đông. Vì thế, một quốc gia mà đã có mối thù 40 năm với Israel như Iran đã vô cùng tức giận mà lên tiếng kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công vào Gaza. Ngoại trưởng Iran Hossein Amiradollahian lên tiếng rằng, sau những hành động khủng khiếp mà Israel gây ra với phụ nữ và trẻ em ở bệnh viện, đã tới lúc nhân loại toàn cầu phải đoàn kết chống lại chính quyền này. Ông cảnh báo với Israel, thời gian đã hết. Lời cảnh báo được đưa ra ngay sau khi Bộ Y tế Palestine công bố số người thiệt mạng trong vụ nổ bệnh viện Anali Group lên tới 800 người và 1.200 người bị chôn vùi. Vụ nổ xảy ra trong thời điểm Israel đang liên tục phóng hàng loạt rocket và tên lửa đáp trả Hamas, vì thế mà Hamas đã cáo buộc Israel gây ra vụ tấn công. Thế nhưng lực lượng phòng vệ Israel đã lên tiếng phủ nhận việc tấn công bệnh viện và cho hay đó là do một vụ phóng rocket nhầm của nhóm Hồi giáo Jihad. Trước đó một ngày, thì Bộ trưởng Amiradollahian cũng đã phát biểu trong chương trình phát sóng trên đài truyền hình quốc gia Iran rằng thời gian trôi qua rất nhanh. Nếu những hành động chống lại người Palestine không dừng ngay lập tức thì nhiều mặt trận khác sẽ mở ra và đó là lúc Israel cần được giải quyết. Ông khẳng định, các thủ lĩnh kháng chiến sẽ không cho phép Israel làm bất cứ điều gì họ muốn ở dải Gaza. Nếu hôm nay chúng ta không bảo vệ Gaza thì ngày mai chúng ta phải chống lại những quả bom phốt pho này trong bệnh viện nhi đồng của đất nước chúng ta. Israel và Iran đã có mối thâm thù mấy chục năm qua. Trước khi là kẻ thù thì hai quốc gia này đã từng có mối quan hệ kinh tế và chiến lược chặt chẽ. Đó là giai đoạn Iran nhập khẩu vũ khí của Israel và Israel mua dầu của Iran trước khi nổ ra cách mạng. Hồi giáo năm 1979, cả hai nước khi đó đều có quan hệ chặt chẽ với Mỹ. Nhưng cuộc cách mạng năm 1979 đã tạo ra một chính phủ theo đường lối cứng rắn của người Shia, coi Israel là kẻ chiếm đoạt đất đai của người Hồi giáo nhờ Mỹ hậu thuẫn. Năm xưa, Israel được coi là một tiền đồn thuộc địa của phương Tây và chủ nghĩa phục quốc Do Thái là một phiên bản của chủ nghĩa đế quốc. Vào thời điểm đó, thì nhiều chính phủ Ả Rập cũng bác bỏ quyền tồn tại của Israel như một quốc gia Do Thái và những người cực đoan phản đối Hiệp ước Hòa bình của Ai Cập với Israel đã thành lập cái gọi là mặt trận từ chối. Trong khi đó, các nhóm như là Hezbollah ở Liban và Hamas ở vùng lãnh thổ Palestine cũng được thành lập, một phần để chống lại Israel. Mối liên hệ giữa Iran và Hamas không quá khăng khít, dù cả Cộng hòa Hồi giáo và Hezbollah đều cung cấp tài chính, đào tạo vũ khí cho Hamas, nhưng Iran không chỉ đạo hành động mà Hamas cũng không nhất thiết phải phối hợp với Iran trong các kế hoạch của mình. Theo các chuyên gia, với mức độ thâm nhập cao của cơ quan an ninh Israel và Iran, việc phối hợp trực tiếp với Iran có thể khiến kế hoạch tấn công ngày 7 tháng 10 vừa rồi của Hamas gặp rủi ro nghiêm trọng. Quý vị có thể thấy là cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sẽ biến thành một cuộc chiến tranh khu vực nếu Iran tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp, chẳng hạn là thông qua một nhóm chiến binh ở Syria hoặc là bằng cách hỗ trợ nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon tham chiến thì nó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nhưng câu hỏi đặt ra rằng liệu Iran có muốn tham gia trực tiếp vào cuộc chiến này hay không? Có lẽ là không, bởi Iran có nhiều thứ để mất. Mỹ vừa phối hợp với Qatar để chặn Iran tiếp cận khoản tiền 6 tỷ đô la Mỹ để chờ làm rõ vai trò của Tehran trong cuộc tấn công của Hamas vừa qua. Ít khả năng Iran sẽ tham gia trực tiếp. Nhưng nếu Israel cảm thấy cần phải tấn công trực tiếp vào Iran hoặc là ngược lại, thì điều đó sẽ có hàm ý về một cuộc chiến tranh quy mô khu vực, không chỉ liên quan đến Iran mà nhiều quốc gia Ả Rập, vùng Vịnh và cả Ả Rập Xê Út. Trong nhiều năm qua, thì chính Israel đã có những hành động chống lại Iran, chứ không phải ngược lại.
Iran cũng đang trong tiến trình giảm căng thẳng với Mỹ và các nước khác, gần đây thì đồng ý với thỏa thuận trao đổi tù nhân nhằm trả tự do cho một số công dân Mỹ đang bị giam giữ ở Iran để đổi lấy tự do cho 5 người Iran và hủy đóng băng khối tài sản trị giá 6 tỷ đô la Mỹ. Các quốc gia khác trong khu vực như là Ả Rập Xê Út và UAE cũng đã đạt được tiến triển trong việc giảm bớt căng thẳng với Iran và vạch ra lộ trình để quản lý các cuộc xung đột khác nhau. Vì thế mà khả năng Iran tấn công trực tiếp vào Israel được cho là khó xảy ra. Tuy nhiên thì Hezbollah có khả năng tham gia trực tiếp. Hezbollah và Israel đã xung đột ở miền nam Liban vào năm 2006, kết thúc bằng việc Israel rút quân và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tới miền nam Liban. Ngoại trưởng Iran Amir Abdollahian đã có cuộc gặp lãnh đạo cấp cao của Hezbollah và các quan chức Liban tại Beirut trong tuần vừa qua. Việc tiếp tục tội ác chiến tranh chống lại Palestine và Dải Gaza sẽ nhận được phản ứng từ phần còn lại của trục và đương nhiên thì tổ chức theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và những người ủng hộ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả, ông phát biểu. Chưa rõ điều đó có ý nghĩa chính xác là gì trong bối cảnh chiến tranh cũng như khi Iran và các đối thủ đang nỗ lực giảm căng thẳng. Nhưng một điều có thể xảy ra là các nhóm mà Iran ủng hộ về mặt ý thức hệ nhưng có mối quan hệ lỏng lẻo, chẳng hạn như là các nhóm vũ trang Palestine hoặc là các nhóm ở Syria và Iraq có thể tấn công các vị trí của Israel hoặc Mỹ. Điều này khiến Mỹ lại thêm đau đầu vì mối quan hệ căng thẳng với Iran chưa bao giờ nguôi ngoai. Ở mặt trận Trung Đông thì là như vậy, còn ở một mặt trận khác, mặt trận đối đầu với Nga thì cũng chẳng mấy khả thi với Pakistan bỏ Mỹ mà theo Nga. Pakistan thử thách sự kiên nhẫn của phương Tây khi nhập khẩu năng lượng từ Nga. Sau những lệnh trừng phạt không mấy hiệu quả của Mỹ dành cho Nga, thì giờ đây các diễn viên phụ trong vở kịch cấm vận này đã quá mệt mỏi. Họ nhận ra rằng phải lo cho thân mình trước khi đu theo những lệnh trừng phạt đó. Bằng chứng cho thấy Pakistan gần đây đã bắt đầu hợp tác với Nga. Theo đó, thì Islamabad nhận được nguồn cung cấp năng lượng từ Moscow. Pakistan đang đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng và gần đây đã bắt đầu nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. Điều này đã tạo ra một làn sóng phấn khích khi nhiều người cho rằng những mặt hàng nhập khẩu này có giá rẻ hơn. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng những nguồn cung như vậy không phải là không có những thách thức về kỹ thuật, tài chính và chính trị. Hãng tin Reuters cho biết, Islamabad đã nhận được chuyến hàng khí hóa lỏng đầu tiên từ Nga. Moscow đã giao 100.000 tấn khí hóa lỏng này cho Pakistan thông qua đặc khu kinh tế Sara của Iran. Thủ tướng Pakistan lúc bấy giờ là Shehbaz Sharif đã gọi sự xuất hiện của dầu thô Nga là một ngày biến đổi đối với đất nước đang chìm trong khủng hoảng. Ông viết trên X, tôi đã thực hiện một lời hứa khác của mình với đất nước. Đây là chuyến hàng chở dầu đầu tiên của Nga đến Pakistan và là sự khởi đầu cho mối quan hệ giữa Pakistan và Liên bang Nga. Nhưng nhiều người tin rằng sự lạc quan của chính quyền cũ và mới ở Pakistan không thực tế như người ta tưởng vì những hàng nhập khẩu như vậy có thể đặt ra một số thách thức đối với nền kinh tế Pakistan đang thiếu tiền mặt bên cạnh việc tạo ra các vấn đề chính trị cho Islamabad, đặc biệt là với cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Phương Tây vốn đã rời sang nguồn cung cấp năng lượng của Nga kể từ khi Moscow xung đột với nước láng giềng vào tháng 2 năm 2022. Có cái nhìn mờ mịt về những kẻ tư lợi từ các vấn đề kinh tế của Nga. Để đáp trả hành động của Nga tại Ukraine, phương Tây đã đặt lên Moscow một số biện pháp trừng phạt khiến các nước như là Pakistan khó có thể giao thương với Nga. Nhiều người tin rằng Pakistan đang thiết lập lại mối quan hệ với Washington. Islamabad đã nhận được gói hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong những tháng gần đây. Quốc gia này cũng đang đảm bảo các khoản vay từ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và các tổ chức tài chính khu vực cũng như là toàn cầu khác. Nhiều người ở Pakistan tin rằng sự hỗ trợ tài chính như vậy dành cho Pakistan không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh. Tiến sĩ Nau Fatimat, chuyên gia từ Đại học Hồi giáo Quốc tế ở Islamabad cho rằng Washington đang theo dõi chặt chẽ các thương vụ dầu khí này. Bà nói rằng, họ đã hỏi Pakistan về chi tiết của những thỏa thuận như vậy và nói thêm rằng Mỹ lo ngại rằng những thỏa thuận như vậy có thể đẩy Pakistan tiến gần Moscow hơn. Mỹ sẽ không bao giờ vui mừng nếu chúng tôi xích lại gần Nga hơn hoặc là thực hiện thương mại với Moscow. Nhưng chúng tôi phải ưu tiên lợi ích quốc gia của mình thay vì chú ý đến áp lực của Mỹ. Tuy nhiên, nếu Pakistan xích lại gần Nga hơn hoặc nếu mà tiếp tục mua dầu khí từ Moscow, Washington có thể áp đặt các lệnh trừng phạt gián tiếp lên nước này. Mỹ cũng có thể gây áp lực lên các tổ chức tiền tệ quốc tế để tạo ra những khó khăn tài chính cho Pakistan. Suy cho cùng về mặt kinh tế, phương Tây chưa thể nào làm khó được Nga. Họ luôn phải nhận thất bại từ những lệnh trừng phạt của mình.
Nhưng đó mới chỉ là trên trường kinh tế, còn trên trường quân sự, chắc chắn họ cũng sẽ phải tụt huyết áp khi nghe được những thắng lợi của Ukraine chỉ là trong mơ mà thôi. Ukraine bị Nga giày xéo đến hơi thở cuối cùng. Ngày 20 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine, điển hình là Su-25, MiG-29, MiG-8 cùng 61 UAV bị bắn rơi trong ngày. Cụ thể, theo hướng Kubiak, các đơn vị của lực lượng Zhabak của Nga đã cùng lực lượng hàng không, pháo binh và hệ thống súng phun tên lửa hạng nặng đẩy lùi 11 cuộc tấn công của các phân đội xung kích của các lữ đoàn cơ giới 14, 32 và 115. Jaeger thứ 68, lữ đoàn tấn công trên không số 95 lực lượng vũ trang Ukraine gần Sinkova, Ivanova, Novorogova và Makeyeva. Máy bay tác chiến chiến thuật Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine gần với Neskoy. Ở hướng trên, thì Ukraine thiệt hại 70 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới. Trong cuộc chiến phản pháo, thì lực lượng vũ trang Ukraine mất một hệ thống pháo tự hành Akasia và một pháo tự hành Govodika. Hàng không, tác chiến, chiến thuật và lục quân Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang bị các đơn vị lữ đoàn cơ giới số 21 và 63 AFU, cũng như trung đoàn vệ binh quốc gia số 40 gần với Toskoy, Dramporova và Jigorova. Tổn thất của quân đội Kiev ở hướng trên là hơn 235 binh sĩ thương vong, 3 xe chiến đấu bọc thép. Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ lực lượng Dron của Nga được hỗ trợ bởi hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi cuộc tấn công do Ukraine phát động gần với Krasnodar. Thương vong của Ukraine ở hướng trên là hơn 260 quân nhân thương vong, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe cơ giới. Ngoài ra thì 2 khẩu Mastabe, 1 khẩu D-20, 2 khẩu pháo D-30, 1 hệ thống pháo tự hành Govodika và 1 khẩu pháo M-119 do Mỹ sản xuất của Ukraine đã bị trúng đạn trong cuộc chiến phản pháo. Theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ lực lượng Vostok của Nga cũng cùng với máy bay tấn công mặt đất, trực thăng và pháo binh gây tổn thất về nhân lực và trang bị của lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa số 72 và số 58 của Ukraine. Tổn thất của quân đội Kiev ở hướng này là 190 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới. Theo hướng Zaporizhia, hai cuộc tấn công do các phân đội xung kích của lữ đoàn tấn công đường không số 82 Kiev phát động gần với Vobovoa đã bị đẩy lùi trước lực lượng Nga với các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh. Hơn nữa, thì lực lượng vũ trang Nga đã đẩy thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 65 của Ukraine gần với Rabotio. Có tới 40 binh sĩ Ukraine, 2 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới đã bị vô hiệu hóa. Trong quá trình tác chiến phản pháo, một hệ thống pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất, một khẩu Mastabe và một khẩu pháo M-119 do Mỹ sản xuất đã bị trúng đạn. Theo hướng Kherson, 40 quân Ukraine cùng 4 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo D-20 đã bị vô hiệu hóa. Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của AFU tại 154 khu vực trong ngày. Hơn nữa, thì một kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine đã bị phá hủy gần Adiyevka. Máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bị bắn rơi một máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Ukraine gần với Stroysko. Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay tấn công mặt đất Su-25 ở Dnepropetrovsk và một trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine gần với Zaryrovo. Trong 24 giờ, một quả bom GDAM, hai tên lửa đất đối đất chuyển đổi S-200 cũng như là 10 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS đã bị đánh chặn và 61 UAV đã bị bắn. Đây là tất cả những kết quả thắng lợi thu về của quân đội Moscow trước khi bước vào kỳ ngủ đông tới.